Thưa quý vị, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn, muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém. Thời gian qua, căn bệnh sở trách nhiệm trong thực thi công vụ của một bộ phận cán bộ hiện nay là thực trạng đã được trưa ương cũng như các tỉnh thành phố trên cả nước, trong đó có Đà Nẵng, kịp thời nhận diện và đưa ra nhiều giải pháp quyết liệt để chữa trị dứt điểm căn bệnh này. Qua đó, tiếp tục góp phần xây dựng đảng, nhà nước và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh tại kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 10 vừa qua, thực trạng và giải pháp khắc phục tình trạng cán bộ né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong thực thi công vụ là vấn đề được các đại biểu bàn thảo sôi nổi. Một nguyên nhân được chỉ ra, tâm lý sợ sai dẫn đến cách thức giải quyết công việc thúc thủ, thiếu trách nhiệm, thường rơi vào công việc vụ việc, thủ tục cụ thể, đơn lẻ nhưng lại tác động diện rộng và rất ảnh hưởng đến hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và công việc của người dân doanh nghiệp. Tuy nhiên, theo đại biểu, nguyên nhân chủ yếu sâu xa dẫn đến tình trạng trì trệ hiện nay là nằm ở vấn đề pháp lý. Khi mà pháp luật bắt cọc, pháp luật mâu thuẫn hoặc không được quy định, thì công chức không được tự mình, kể cả người đứng đầu cũng không thể bắt công chức làm trái với quy định hay làm khác với quy định. Thế nên, cái khiếm khuyết của pháp lý phải giải quyết bằng con đường pháp lý chứ không thể đổ cho cán bộ công chức. Cái này chúng ta cũng phải thẳng thắn với nhau và thật ra cái này thì ngoài cái, cái 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 phạm vi của chúng ta mà thuộc về các cơ quan lập pháp lập quy à, thế cho nên là cũng phải và đây mới là căn cơ để xử lý rốt ráo vấn đề này để tháo gỡ điểm ngang này, thành ủy Đà Nẵng vừa qua đã ban hành chỉ thị số 34 về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật kỷ cương, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, không làm đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của một bộ phận cán bộ đảng viên, công chức viên chức trong tình hình hiện nay theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã nhận diện 10 biểu hiện của tình trạng né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm, không dám làm trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức. Đồng thời đề nghị các cấp, nhất là người đứng đầu, cần tạo chuyển biến căn bản, đỏ nét trong nhận thức và hành động. Từ đó khơi dậy và lan tỏa tinh thần tích cực, trách nhiệm, tạo động lực mới, nhất là khát vọng phát triển, công hiến của từng cán bộ. Đặc biệt, người đứng đầu phải thực sự nêu gương là người truyền cảm hứng về niềm tin, khát vọng cống hiến, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Cộng đồng doanh nghiệp cũng rất là mong muốn à, cái chỉ thị này nó nhanh chóng được phổ biến tới các cấp ủy à, ở các cơ sở, ở các sở ban ngành, à, đặc biệt là tới các cán bộ đảng viên tiếp thực thi công vụ chỉ thị này đã liệt kê rất là rõ đã chi tiết cái cách thức xử lý vấn đề và cơ quan đơn vị nào mà có người đứng đầu mà quan tâm hỗ trợ thấu hiểu đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp thì ở đó thì những cái thủ tục liên quan tới người dân và doanh nghiệp nó sẽ thuận lợi cũng tại kỳ họp thứ 15, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 10, đại biểu đã kiến nghị thành lập tổ công tác để kiểm tra, đánh giá công tác, tình hình các đơn vị từ các cơ quan chính quyền đến khối đảng, mặt trận, đoàn thể. Theo đó nên có sự phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra, Thanh tra và cuộc để kiểm tra, đánh giá và có chương trình kịp thời các cơ quan đơn vị trì trệ, né tránh trách nhiệm. Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng và các ngành liên quan, thời gian đến cần khắc phục sớm điểm nghẽn mang tính chủ quan này hết sức chú ý đến trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu đặc biệt là tăng cường thanh tra kiểm tra công vụ gắn với chế tài xử lý cán bộ có 10 biểu hiện né tránh đùn đẩy trách nhiệm theo nội dung của chỉ thị 34 người đứng đầu các đơn vị địa phương phải thực sự nêu gương truyền lửa dẫn dắt phải thường xuyên chỉ đạo kiểm tra thái độ tinh thần trách nhiệm và đạo đức công vụ của cán bộ công chức viên chức để kịp thời chấn chỉnh những vi phạm đây là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, một giải pháp hết sức căn cơ và trước mắt để giúp thành phố có thể phát triển mạnh mẽ, đột phá hơn trong thời gian đến, đáp ứng kỳ vọng và mong mỏi của người dân. Trong tác phẩm Kiên quyết, kiên trì, đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh, Tổng bí thư Nguyễn Vũ Trọng đã chỉ rõ, nguồn gốc chủ yếu của bệnh sở trách nhiệm là chủ nghĩa cá nhân. Chính vì luôn luôn tính toán cho lợi ích cá nhân, bò bò bảo vệ lấy cái cá nhân của mình mà mất cả dụng khí đấu tranh, thiếu hẳn tinh thần trách nhiệm nghiêm túc, tính kiên quyết, tính nguyên tắc trong giải quyết các vấn đề, không dám đương đầu trước khó khăn, không dám nghĩ, không dám làm, chỉ tranh khó ngại phiền. So chiếu vào đời sống, để Đà Nẵng thực hiện tốt các giải pháp phát triển kinh tế xã hội như các nghị quyết đã đề ra. Trước hết, mỗi cán bộ đảng viên của thành phố cần tự so lại mình, phát huy vai trò nêu gương, chủ động học tập và nắm vững kiến thức chuyên môn cùng với đó là luôn cập nhật những quy định pháp luật hiện hành qua đó nâng cao bản lĩnh đổ mạch với trách nhiệm và biết cách áp dụng kiến thức kinh nghiệm vào thực tế có như vậy mới thúc đẩy được tinh thần sáng tạo dám nghĩ dám làm dám đột phá và dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung